giải 37 vị trí nốt ruồi trên cơ thể người phụ nữ. Nốt ruồi là những chấm có màu sắc đen, nâu, xanh hay đỏ, hồng. Nốt ruồi son nổi trên toàn thân người còn không nổi mà bằng phẳng, có những màu đen xanh, xanh vàng, to gấp nhiều lần nốt ruồi, gọi là bốt. Tên khoa học phân tích nốt ruồi màu nâu đen là do những tế bào có sắc tố tập trung lớp ra ngoài tạo nên. Nốt ruồi xanh do những tế bào có sắc tố dưới lớp chân lông tạo thành. Nốt ruồi đỏ hồng do những vi huyết quản phình lên mà có, là những chấm nhỏ màu đỏ thường xuất hiện nhiều ở vùng ngực trên da mặt. Chúng ta có thể tẩy dễ dàng, nhưng loại nốt ruồi màu nâu đen vì ở ngoài da còn có màu xanh hay màu đỏ, nếu tẩy sẽ gây ra những vết sẹo nhỏ. Nhiều người vì mê tín mà đem tẩy những nốt ruồi to xuất hiện trên khuôn mặt nhưng không hiểu tính chất của từng loại nốt ruồi, đâm làm tổn thương đến chính bản thân mình. Trong tiếng Pháp nói rằng con người sinh ra những nốt ruồi như núi sinh ra cây cỏ, đất bồi gò núi đẹp thì cây đẹp, đất xấu thì gò núi xấu xí, nên người có tố chất đẹp thì sẽ sinh ra những nốt ruồi đẹp, duyên dáng, còn tố chất xấu thì nốt ruồi biểu hiện tính chất xấu của nó. Cho nên những cái xấu cần phải ẩn nơi kín đáo, không để lộ, và đôi khi trở thành nốt ruồi ẩn tướng. Mọi người khó có thể suy đoán ra tính tình, cốt cách. Còn những nốt ruồi son mà ẩn thuộc quý tướng, nốt ruồi đen mà lộ quá nhiều là điểm hung, ẩn nơi kín đáo là kết, mọc trên mặt nhiều là hại bất cập lợi. Nốt ruồi đen thì phải thật đen, tránh màu nâu hay màu xám cho. Còn nốt ruồi son phải đỏ như chu sa mới tốt. Đen pha đỏ là nâu, chủ về người thích tranh cãi biện luận pha màu trắng thành màu xám cho, chủ về tai nạn bệnh tật pha màu vàng da xanh đục, chủ về đạm chí. Sách Thần Tướng Toàn Biên khi nói về nốt ruồi như sau: mọc ở đỉnh đầu và mặt, mọc giữa trán là chủ phú quý, gần thiên đình là cực quý. Trên trán có 7 nốt ruồi đen chủ đại phú quý, mọc ngay thiên trung thì hại cha, ngay ấn đường là hại mẹ, ở tư không thì hại cả cha lẫn mẹ. Mọc hai bên vành tai chủ về trí tuệ thông minh, trong tai là chủ sống thọ, nếu bên trái là chủ về tiền tài. Mọc ở khóe mắt làm tướng lục lâm thảo khấu, trên mắt mọc nhiều là khốn khổ, dưới mắt là có lộc bất ngờ. Trong lông mày chủ về công danh phú quý, mọc ở sơn căn chủ về nghiệp binh đao, sinh nghề tử nghiệp. Mọc bên mũi đau khổ đẫm lệ, trên sống mũi suốt đời chân chuyên trí tuệ, ở chuẩn đầu mũi đề phòng chết vì súng đạn gươm đao. Mọc ở mương trung dễ cưới lấy vợ chồng giàu sang, bên mép miệng khó giữ được của cải, mất địa vị. Trên môi chủ về lộc ăn, dưới môi là phá của, trên lưỡi là hay loạn ngôn. Trong tiếng Pháp cho rằng nốt ruồi mọc trên thân thể con người được chia làm 3 phần: 1 ở đầu và mặt, 2 ở tay và chân, 3 là ở 2 phần trên và dưới. Về phần đầu và mặt chia ra những vùng nhỏ phức tạp như vùng với tóc, nốt ruồi mọc trong tóc là ẩn chủ về giàu sang phú quý, trường thọ càng lên đỉnh đầu càng phú quý. Trên trán có thất tinh chủ về đại phú quý. Đây là phần quan trọng chủ yếu trong cách xem nốt ruồi. Còn tay chân không quan trọng, chỉ nên thêm phần trên dưới bộ hạ, tức từ rốn trở xuống bẹ là cần xem. Sau đây là những nốt ruồi mọc trên thân thể. Toàn thân mỗi người thường hiện ra những nốt ruồi nhỏ, trong đó biểu hiện nốt son
là nút tốt, còn đen tùy theo điểm mọc mới biết cát hung nốt ruồi ẩn là tốt, lộ ra là bình thường. Nốt ruồi càng to càng thể hiện tính cách trong cuộc sống, nốt ruồi càng rõ ràng là sự khẳng định, còn mờ nhạt là không chắc chắn. Trong dự đoán thông thường, nốt ruồi chỉ mọc thêm chứ ít khi lặn, nếu phá đi chưa phải là giải được hạn. 37 loại nốt ruồi được giải thích sau đây chỉ đại diện cho hàng trăm nốt ruồi mọc trên thân thể, bao gồm những nốt ruồi chủng số 1, nốt ruồi có tên là trung tinh bình trán bên phải, có quyền thế tài lộc trên đường công danh sự nghiệp, sống lâu gặp tai ương cũng vượt qua. Số 2, tả trung đình trán bên phải, sống không sung sướng, thường dang dở về tình yêu và trong hạnh phúc gia đình gặp bế tắc. Số 3, hoạt xảo trên mí mắt bên trái, là nốt ruồi báo cho biết tâm lý thường hay đa cảm đa sầu, nhưng đường tình cảm thường bộc lộ ra mặt. Số 4, trung thiên ngay giữa trán, người chịu sửa chữa phục thiện sau khi gây ra lỗi lầm. Số 5, giọng la trên mí mắt phải, thường bị lụy trước những hoàn cảnh bi ai của người khác và cũng thường tự tủi thân một mình. Số 6, tâm hảo dưới mắt bên trái, chịu đau khổ một mình, không muốn tâm sự cho ai biết. Số 7, la thiên dưới mép miệng trái, người có duyên ăn nói nhưng lại kín đáo trong bộ lộ tình cảm. Số 8, nguyệt lão trên vai trái, rất long đong lận đận về tình duyên gia đạo, nhưng sợi dây tơ hồng đã buộc đành chấp nhận khổ đau. Số 9, hoa sơn gò má phải, có số chết bất đắc kỳ tử, tính tình bí hiểm không bộc lộ cho người khác biết. Số 10, tuyệt luân bên mép trái, có đường sát phu thê, tâm tính lại nhẹ dạ tin người. Số 11, tả phận tay trái cận nách, thường trở thành trai cô gái quả, sớm nên đường tình duyên gặp chắc trở ra đến chết. Số 12, trung phận gần cổ tay trái, có nhiều tham vọng, thường đứng núi này trong núi nọ, tính tình thích đua đòi và thích hưởng thụ. Số 13, hạ phân trên mu bàn tay trái, có tính bạc tình bạc nghĩa, sống lãng mạn nhưng làm ra của cải rất nhiều. Số 14, trung sơn bên ngực sát núi trái, đẻ con nhiều nhưng vẫn sầu đau về đường gia đạo. Số 15, đỉnh sơn trên ngực trái, thay chồng đổi vợ dễ như thay áo. Số 16, hoa tí bên hông trái, con người chịu luồn cúi nịnh hót để đạt được mục đích, theo dạng hàn tín nhưng trong tình cảm lại ít bộc lộ cho đối tượng biết. Số 17, hiền mẫu nằm ở vòng eo trái, tính tình hiền lành trung thủy trong đời sống vợ chồng. 18, trung vĩ ngay rốn, có tính bảo thủ hay đố kỵ người hơn mình, cuộc sống gian nan cực khổ. 19, hạ hôn bên bẹn trái, hay ghen tuông lãng mạn, có đời sống tình dục mạnh mẽ. Số 20, hoan du dưới bẹn trái, người can đảm thích khẩu chiến hay nói lý lẽ. Số 21, đãng dục ngay bộ phận sinh dục, người này thường vui say hưởng thụ thú xác thịt, nốt ruồi son nằm ngay đa quý đầu là sinh con quý tử. 22, thiều manh nơi đầu gối trái, hay gặp tai nạn, có người bị thành tật. Số 23, 25, hạ giới trên cổ chân trái và chân phải, thích đi xa phiêu lưu mạo hiểm. Số 24, lầu xanh trên mu bàn chân trái, tâm hồn trác táng buông thả, cuối đời thể bệ dạc. 26, hoàn dục nơi đầu gối phải, thường không may mắn trên đường công danh sự nghiệp. 27, vĩ trung dưới bẹn bên phải, thường hay đau ốm, tình cảm trở nên khô khan. 28, hoại phu thê ngay ức, có số đưa vợ hay đưa chồng vào đường lầm lỗi. 29, nhiễu dĩ bên hông phải, phụ nữ sinh đẻ gặp khó khăn, đàn ông gặp hiếm muộn. 30, trung hòa bên ngực gần vú phải,
Người có nốt ruồi này chật vật mới đủ sống, bôn ba không qua thời nốt ruồi này. Ba nốt xuất thể trên mu bàn tay phải, thường lo sợ biển vông nên có lúc như người mất định hướng. 32. Hạ phận dưới khỉu tay phải hay gắt gỏng, tính tình bất nhất. 33. Trung phận trên khỉu tay phải, tình cảm vợ chồng như tạm bợ, sống nhờ vào nhau cho nên gia đình không có hạnh phúc. 34. Hữu phận bên vai phải, người đa tình, tính tình lã lả nơi cợt nhả, người khác phái. 35. Bạc hào bên mép phải, luôn nghĩ đến tiền và danh phận hơn tình cảm. 36. Thiên căn gò má phải, người hiền hậu nhưng không may mắn trong cuộc sống. 37. Hậu vĩ dưới mắt bên phải, tâm sự đa đoan thường phải khóc thầm. Như nói 37 nốt ruồi trên đây chưa đại diện đủ tính chất của mọi dự báo về các điều bí ẩn trên thân thể. Như chỉ trên khuôn mặt đã có ít nhất 40 nốt ruồi khác nhau. Trên đây là những phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của Thế Giới Kiến Thức tử vi. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thế Giới Kiến Thức tử vi trong suốt thời gian qua. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.